Cô chào tất cả các em học sinh khối 6. Các em thân mến, trong tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu bài 20 từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế. Các em đã được tìm hiểu về những chuyển biến về văn hóa xã hội cũng như là tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa của bà Triệu năm 248. Vậy thì trong tiết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề, đó là các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc từ năm 40 đến thế kỷ thứ 9, tức là trong bài 21, 22, 23, ba bài này nó có mối quan hệ mật thiết với nhau, có những cái nội dung kiến thức liên quan đến nhau nên cô sẽ gộp lại thành một cái chủ đề chung. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề là các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc từ năm 40 đến thế kỷ thứ 9. Vậy các em ghi tên bài cho cô là ghi tên chủ đề là các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc từ năm 40 đến thế kỷ 9. Bài 21, 22 và 23. Với cái chủ đề này thì nội dung tương đối là dài và rộng nên là chúng ta cố gắng vừa nghe và vừa ghi bài. Và trong những cái bài này thì sẽ có một câu hỏi liên quan đến cái phần nội dung kiểm tra 15 phút. Và còn câu số 3 chúng ta, cô nói là để đến hôm nay học xong á, thì chúng ta sẽ làm câu số 3. Thì trong những cái bài này nó sẽ có phần giải thích về câu số 3. Chúng ta cố gắng nghe để làm bài cho chính xác ha. Rồi, thứ nhất chúng ta tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Một lớn là khởi nghĩa Lý Bí, một nhỏ nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? Rồi, chúng ta xem cho cô câu hỏi thứ nhất. Đầu thế kỷ thứ 6, nhà Lương siết chặt ách đô hộ nước ta như thế nào? Với câu này thì chúng ta có thể dựa vào trong sách giáo khoa trang 58. Mở sách giáo khoa ra cho cô nào, trang 58. Chúng ta sẽ trả lời được câu này rất là dễ. Đầu thế kỷ thứ 6, nhà Lương siết chặt ách đô hộ nước ta như thế nào? Thứ nhất là gì? Chúng chia nhỏ nước ta thành các cái châu, thành 6 châu, đó là Giao Châu này, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu. Thứ hai là gì? Chúng chỉ có đề bạt những cái người tôn thất thuộc nhà Lương và một số dòng họ lớn được làm quan. Nghĩa là gì? Chỉ có những người cùng họ với vua hoặc là những người có cái dòng họ lớn thì mới được làm quan. Thứ ba là chúng đặt ra rất nhiều các thứ thuế vô lý, đúng chưa? Chúng ta có thể dựa vào sách giáo khoa để trả lời câu hỏi này. Thứ nhất là chúng chia nhỏ các quận huyện để dễ cai trị. Chúng ta có ba ý. Thứ hai là gì? Phân biệt đối xử rất là gay gắt. Thứ ba là đặt ra nhiều thứ thuế vô lý và tàn bạo. Thứ nhất, chia nhỏ các quận huyện để dễ cai trị. Thứ hai, phân biệt đối xử rất gay gắt. Thứ ba là đặt ra nhiều thứ thuế vô lý và tàn bạo. Đây là những cái chính sách cai trị để nhà Lương siết chặt ách đô hộ đối với nước ta. Chúng chia nước ta ra thành 6 châu, chúng ta có thể nhìn trên cái lược đồ. Hoàng Châu, Giao Châu, Ái Châu, Lợi Châu, Đức Châu và Minh Châu. Bài này nội dung kiến thức rất là nhiều nên cô sẽ đi nhanh hơn cái bài trước một chút. Chúng ta cố gắng là ghi cho nhanh tay lên ha. Chia nhỏ các quận huyện để dễ cai trị, phân biệt đối xử rất gay gắt, đặt ra nhiều thứ thuế vô lý và tàn bạo. Vậy thì em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?
Đây là câu hỏi trong sách giáo khoa đó. Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với giao trường? Vậy để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ xem cho cô một cái bảng so sánh giữa chính sách cai trị của nhà Lương và nhà Hán. Chúng ta thấy là ở nhà Lương thì chúng chia nước ta thành 6 quận, nhà Hán thì chúng chỉ chia nước ta thành 3 quận thôi. Về kinh tế thì nhà Lương đặt ra rất nhiều thứ thuế. Và nhiều thứ thuế rất là vô lý. Ví dụ như là gì? Cây dâu cao 40 thước là phải nộp tiền, phải nộp thuế. Rồi, về nhà Hán thu nhiều thứ thuế, nhưng mà nặng nhất là thuế muối và thuế sắt, này chúng ta đã được học rồi. Về văn hóa xã hội thì thi hành chính sách phân biệt đối xử. Còn nhà Hán là gì? Bắt nhân dân ta theo phong tục tập quán của nhà Hán. Vậy thì dựa vào cái bảng so sánh này, chúng ta có thể nhận xét về chính sách cai trị của nhà Lương như thế nào đối với nước ta. Vậy chúng ta có thể thấy là gì? Nhà Lương cai trị nước ta một cách là rất là chặt chẽ và tàn bạo hơn so với nhà Hán. Cai trị một cách tàn bạo và chặt chẽ hơn so với nhà Hán, đúng chưa? Vậy thì để chống lại cái ách đô hộ, ách cai trị của nhà Lương, vậy thì nhân gian đã làm gì? Chúng ta chuyển cho cô qua phần 2 là nội dung của khởi nghĩa Lý Bí. Rồi, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về Lý Bí. Ở trong sách giáo khoa người ta cũng có nói đôi nét về nhân vật Lý Bí. Thì cô ở trên màn hình cô mở rộng thêm cho chúng ta một chút kiến thức. Lý Bí sinh ngày 19 tháng 9 năm Quý Mùi, tức là ngày 17 tháng 10 năm 503. Ông là con độc nhất trong gia đình. Bố là Lý Toản, trưởng bộ lạc. Mẹ là Lê Thị Oánh, người Ái Châu, Thanh Hóa. Từ nhỏ Lý Bí đã tỏ rõ là một cậu bé thông minh, sớm hiểu biết. Khi Lý Bí 5 tuổi thì cha mất, 7 tuổi mẹ lại qua đời. Cậu bé bất hạnh phải đến ở với chú ruột. Một hôm, có một vị Pháp Tổ Thiền Sư đi qua, trông thấy Lý Bí khôi ngô tuấn tú, liền xin Lý Bí đem về chùa Linh Bảo nuôi dạy. Qua hơn 10 năm đèn sắt chuyên cần, lại được vị Thiền Sư gia công chỉ bảo, Lý Bí trở thành người học rộng hiểu sâu, ít người sánh kịp. Nhờ văn võ kiêm toàn, Lý Bí được tôn làm thủ lĩnh địa phương, có thời ra làm quan ở Đức Châu, Đức Thọ, nay thuộc Hà Tĩnh. Đây là trích ở trong các triều đại Việt Nam, nhà xuất bản Thanh Niên năm 2001. Đây là một chút mở rộng cho chúng ta hiểu thêm về tiểu sử của Lý Bí. Tìm hiểu cho cô về nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Chúng ta có thể dựa vào sách giáo khoa để trả lời câu hỏi này. Giống như cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, thì cuộc khởi nghĩa của Lý Bí có nguyên nhân là gì đấy? Nguyên nhân là gì nhỉ? Vậy thì chúng ta có thể nói ngắn gọn nhất về nguyên nhân cuộc khởi nghĩa Lý Bí, đó là do căm ghét bọn đô hộ. Ở chúng ta có ý về nguyên nhân là do căm ghét bọn đô hộ. Nguyên nhân do căm ghét bọn đô hộ. Rồi chúng ta nhìn cho cô trên bảng, đó là lược đồ nước ta ở thế kỷ thứ 6. Nhìn vào đây chúng ta sẽ cùng xem cho cô là gì, cái cuộc khởi nghĩa này nó diễn ra như thế nào. Thì mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Sơn Tây. Sơn Tây chúng ta nhìn thấy cho cô trên lược đồ ha, địa danh Sơn Tây. Và khi nghe Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa thì chúng ta thấy là gì? Rất nhiều anh hùng hào kiệt ở khắp nơi cùng về đây để mà tụ họp và cùng đồng lòng với Lý Bí đứng lên chống giặc. Đây là hình ảnh nhân dân hưởng ứng của khởi nghĩa Lý Bí. Và trong đó có rất nhiều các vị tướng tài của Lý Bí. Ví dụ như là Phạm Tu. Đây
là một tướng tài dưới thời của Lý Bị. Ngoài ra còn có hai cha con của Triệu Thúc và Triệu Quang Phục, cũng là những vị tướng rất là có bản lĩnh. Đến mùa xuân năm 542, Lý Bí phát cờ khởi nghĩa ở Sơn Tây. Và trong vòng chưa đầy 3 tháng thì nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Lúc này Thái Thú Tiêu Tư hoảng sợ vội vàng bỏ thành Long Biên và chạy về Trung Quốc. Đến tháng 4 năm 542, nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp nghĩa quân. Nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp nghĩa quân. Và nghĩa quân chủ động kéo quân lên để đánh bại quân Lương. Chúng ta chủ động kéo quân lên để đánh bại quân Lương, giải phóng thêm được Hoàng Châu. Giải phóng thêm được khu vực Hoàng Châu. Đến đầu năm 543, nhà Lương tổ chức cuộc phản công lần thứ hai. Đầu năm 543, nhà Lương tổ chức cuộc phản công lần hai. Quân ta chủ động đón địch ở Hợp Phố. Quân Lương 10 phần, chết đến 7-8 phần. Và tướng địch thì bị giết gần hết. Được chưa? Đó chính là cái diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Rồi, chúng ta ghi cho cô. Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa. Trong 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận huyện. Tiêu Tư bỏ chạy về Trung Quốc. Tháng 4 năm 542 và năm 543, nhà Lương kéo quân sang đàn áp nhưng thất bại. Đó là toàn bộ diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa. Trong 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Tiêu Tư hoảng sợ bỏ chạy về Trung Quốc. Tháng 4 năm 542 và năm 543, nhà Lương kéo quân sang đàn áp nhưng thất bại. Rồi vậy sau khi Lý Bí đã thắng lợi ở cuộc khởi nghĩa này thì ông đã làm gì? Chúng ta chuyển cho cô qua phần 3 là nước Vạn Xuân thành lập. Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta có thể dựa vào kiến thức trong sách giáo khoa trang 60. Tức là mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, hiệu là Lý Nam Đế. Ông đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch, Hà Nội, lập triều đình với hai ban văn võ. Chúng ta có thể ghi cho cô ba ý này không? Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế,
hiệu là Lý Nam Đế. Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch, Hà Nội. Lập triều đình với hai ban văn võ. Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, hiệu là Lý Nam Đế. Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch, Hà Nội. Lập triều đình với hai ban văn võ. Vậy thì em có suy nghĩ gì về việc Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân? Vì sao ông lại đặt tên nước là Vạn Xuân? À, chúng ta giải thích cho ngô từ Vạn Xuân nghĩa là gì nhỉ? Vạn Xuân ở đây chúng ta hiểu cho cô là gì? Vạn mùa, mùa xuân. Vậy thì việc đặt tên nước là Vạn Xuân thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước, đồng thời mong muốn non sông muôn đời được hưởng thái bình, nhân dân đời đời no ấm. Điều đó còn chứng tỏ nước ta có giang sơn, có bờ cõi Điêng và không lệ thuộc vào Trung Quốc. Được chưa? Đó là lý do mà ông đặt tên nước là Vạn Xuân. Chúng ta chú ý câu này ha. Thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn dân tộc của đất nước, đồng thời mong muốn sông đất nước được hưởng thái bình yên vui. Và đặc biệt là còn chứng tỏ là nước ta có giang sơn, có bờ cõi, không phải là lệ thuộc vào đất nước Trung Quốc. Việc Lý Bí lên ngôi hoàng đế xây dựng kinh đô đặt tên nước là Vạn Xuân còn chứng tỏ một điều nữa là gì? Ông xưng hoàng đế chứ không xưng vương. Xây dựng kinh đô ở miền cửa sông Tô Lịch thể hiện nước ta là một nước độc lập, tự chủ, sánh vai ngang hàng với Trung Quốc. Nước ta có bờ cõi giang sơn riêng chứ không phải là một châu quận thuộc vào Trung Quốc. Còn việc đặt tên nước là Vạn Xuân với mong muốn cho nền độc lập của đất nước trường tồn mãi mãi, để nhân dân luôn có cuộc sống ấm no hạnh phúc, đất nước mãi mãi thanh bình như vạn mùa xuân. Đó chính là cái mong ước của Lý Bí. Rồi chúng ta chuyển tiếp cho cô qua phần 4 là chống quân Lương xâm lược. Đây là nội dung của bài 22 ha, phần 4, phần 5 và phần 6 là nội dung của bài 22. Vậy câu hỏi thứ nhất của phần này đó là nhà Lương đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ 3 vào thời gian nào? Chúng ta có thể nhìn vào cái nội dung của phần 4, phần 3, bài 22. Nhà Lương đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ 3 vào thời gian nào? Thời gian nào đây các bạn? Vào tháng 5 năm 540-15, khi đã thất bại ở cuộc khởi nghĩa của Lý Bí rồi, thì hắn ta, nhà Lương vẫn chưa từ bỏ ý định xâm lược nước ta và tiếp tục là muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành một quận, một huyện của Trung Quốc. Tháng 5 năm 545, Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân theo đường thủy và bừng bộ tiến vào nước ta. Chúng ta có ý thứ nhất, tháng 5 năm 545, Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân theo đường thủy và bộ tiến vào nước ta. Vậy thì khi biết được quân Lương tiến vào xâm lược nước ta lần thứ 3, thì lúc này cuộc khởi nghĩa chống quân Lương đã diễn ra như thế nào?
Lúc này vua Lý Nam Đế đã làm gì đây? Trước cái sức mạnh của quân Lương như vậy. Thì chúng ta thấy là khi thấy quân Lương tiến vào xâm lược nước ta lần thứ ba theo cả hai đường thủy và đường bộ, và lần này cái cuộc tấn công của quân Lương nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với hai lần trước, thì Lý Nam Đế ông biết sức của mình không chống cự được nên phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch, Hà Nội. Chúng ta nhìn thấy cô thấy lược đồ, đây là lược đồ chống quân Lương. Lý Nam Đế chống cự không nổi, ông phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch. Nó nhìn cho cô cái mũi tên nào. Đây là cửa sông Tô Lịch, Hà Nội. Nhưng mà thành lại bị vỡ, trong khi đó là gì? Tướng Phạm Tu lại tử trận. Lý Nam Đế phải đưa quân quay ngược sông Hồng về giữ thành Gia Ninh. Ông lại phải đưa quân quay ngược sông Hồng về giữ thành Gia Ninh. Đến đầu năm 546, quân Lương lại chiếm được thành Gia Ninh. Lý Nam Đế lại phải chạy đến miền núi Phú Thọ. Lý Nam Đế phải chạy đến vùng miền núi Phú Thọ. Sau đó ông đem quân ra đóng ở Hồ Điển Triệt. Chúng ta xem cô có địa danh Hồ Điển Triệt. Vậy thì câu hỏi cô đặt ra cho các bạn là gì? Vì sao Lý Nam Đế chọn Hồ Điển Triệt làm nơi đóng quân? Câu này chúng ta có thể dựa vào sách giáo khoa là cho cô biết cái đặc điểm của Hồ Điển Triệt là gì để Lý Nam Đế lại chọn cái nơi này làm nơi đóng quân. Vậy thì với câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời là gì? Hồ Điển Triệt nay thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nằm ở bên bờ sông Lô, cách Bạch Hạc khoảng 15 km. Xa có con ngòi nối sông với hồ, phía tây là những đồi thấp hơn với cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một con đường đi vào phía bắc của hồ. Vậy chúng ta thấy là gì? Hồ này nó được bao quanh bởi những cánh đồng và những cái đồi đồi, ngọn đồi thấp. Và chỉ có một con đường độc đạo duy nhất có thể đi vào được phía bắc của hồ. Vậy nó thích hợp cho quân ta là gì? Vừa ẩn náu, thứ hai là gì? Vừa nghe ngóng tình hình của địch để chúng ta có thể phản công lại, đúng chưa? Vậy thì vào một đêm trời mưa to gió lớn, Trần Bá Tiên chỉ huy một đoàn quân đánh úp vào Hồ Điển Triệt. Vậy chúng ta hiểu cho cô từ đánh úp ở đây nghĩa là gì? Trần Bá Tiên chỉ huy một đoàn quân đánh úp vào Hồ Điển Triệt. Vậy ta hiểu cho cô đánh úp ở đây nghĩa là gì? Đánh một cách rất là bất ngờ, bao vây xung quanh đúng chưa? Và khi có hiệu lệnh thì tất cả cùng ập vào một lúc, gọi là đánh úp, đánh một cơ tạo ra yếu tố bất ngờ để cho chúng ta không kịp xoay trở tình hình. Quân ta lúc này tan vỡ và Lý Nam Đế phải chạy vào động Khuất Lão. Chúng ta nhìn cho cô cái địa danh là động Khuất Lão. Lý Nam Đế phải chạy vào động Khuất Lão. Lúc này anh trai của vua là Lý Thiên Bảo cùng với Lý Phật Tử là một người ở trong họ đem cánh quân lui về Thanh Hóa. Chúng ta chú ý cho cô cái chi tiết này ha. Khi mà Lý Nam Đế phải chạy vào động Khuất Lão thì lúc này anh trai của Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo và một người nữa là Lý Phật Tử đem theo một cánh quân chạy vào khu vực Thanh Hóa. Vậy thì sau này chính Lý Phật Tử lại là một cái nhân vật để mà đưa đất nước của chúng ta sang một cái trang mới thì lát nữa chúng ta sẽ được tìm hiểu. Còn chúng ta ghi cho câu ý thứ hai. Lý Nam Đế lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch. Sau đó phải đến thành Gia Ninh, rồi ra Hồ Điển Triệt và về động Khuất Lão. Lý Nam Đế lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch, rút về Gia Ninh, ra Hồ Điển Triệt và động Khuất Lão.
Và khi mà cái trận đánh này chống quân Lương nó còn chưa ngã ngũ là ai thắng ai thua thì lại có một cái sự kiện rất là đáng buồn, đó là năm 548 thì Lý Nam Đế mất. Ý thứ ba, năm 548 Lý Nam Đế mất. Năm 548, Lý Nam Đế mất. Đây là cái hình ảnh Lý Nam Đế mất, nhận được rất là nhiều những sự tiếc thương của nhân dân và của những người còn đang sống, đang tiếp tục chiến đấu. Vậy theo em, sự thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân hay không? Vì sao? Đây là câu hỏi trong sách giáo khoa đó. Theo em, sự thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân hay không? Nghĩa là gì? Khi mà Lý Nam Đế mất thì có phải là cuộc kháng chiến chống quân Lương nó đã dừng lại hay không? Vì sao nhỉ? Vậy chúng ta có thể thấy được là gì? Sau khi Lý Nam Đế mất thì nước Vạn Xuân vẫn chưa sụp đổ. Vì sao? Vì trước khi mất, Lý Nam Đế đã trao quyền lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này cho Triệu Quang Phục, và nhân dân ta vẫn tiếp tục và dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục đứng lên để chống quân Lương. Vậy thì sự thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân. Vậy chúng ta cùng chuyển tiếp cho cô qua phần tiếp theo. 5. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về nhân vật Triệu Quang Phục. Ông này là con của Triệu Túc, là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí rất là tin cậy. Và Lý Bí đã trao quyền lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này cho ông. Vậy thì ông đã làm gì để tiếp nối Lý Bí chống lại quân Lương? Vậy câu hỏi đầu tiên của cô là sau khi được trao quyền chỉ huy, Triệu Quang Phục đã làm gì? Chúng ta học ở trên trên máy tính, học ở trên màn hình, nhưng chúng ta luôn luôn phải có một cuốn sách giáo khoa ở bên cạnh. Khi cô hỏi đến câu hỏi nào, chúng ta sẽ nhìn vào sách giáo khoa để trả lời, tìm xem câu hỏi đó thì câu trả lời nó ở chỗ nào. Tại vì có rất nhiều bạn học là gì? Chỉ có nhìn màn hình để đợi cô cho ghi bài là ghi thôi, còn không cần biết là học đến trang nào, bài nào. Như vậy là chúng ta sẽ rất là khó nhớ bài và hiểu bài nhá. Chúng ta phải có một cuốn sách giáo khoa mở ra bên cạnh. Sau khi được trao quyền chỉ huy, Triệu Quang Phục đã làm gì? Vậy chúng ta thấy sau khi được trao quyền chỉ huy lãnh đạo cuộc khởi nghĩa thì Triệu Quang Phục đã lui quân về vùng Dạ Trạch Hưng Yên. Vậy câu hỏi cô đưa ra là tại sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng? Chúng ta có thể nhìn cho cô cái địa danh Dạ Trạch, đầm Dạ Trạch nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Vậy thì vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng? Vậy để trả lời câu hỏi này rất đơn giản, chúng ta thấy trong sách giáo khoa người ta có một cái đoạn giới thiệu về đầm Dạ Trạch rồi đúng nhá. Chúng ta có thể dựa vào đây để trả lời. Dạ Trạch là một vùng đầm lầy ven sông Hồng, rộng mênh mông, lau sậy tùm, ở giữa là một bãi phù sa rộng, có thể làm ăn sinh sống được. Đường vào bãi đất kín đáo khó khăn, chỉ có dùng thuyền độc mộc nhẹ lướt trên cỏ nước theo mây, theo mấy con lạch mới tới nơi được. Triệu Quang Phục đóng quân ở bãi đất nổi ấy. Chúng ta thấy nó có một cái đặc điểm là gì? Nó cũng gần giống như là Hồ Điển Triệt đúng chưa? Xung quanh là lau sậy tùm, ở giữa là một bãi đất phù sa rộng mênh mông.
con người có thể sinh sống và làm ăn ở trên đó được mà. Và chúng ta thấy khi mà chúng ta đóng quân ở đây thì xung quanh sẽ được bao bọc với rất nhiều lau sậy và địch rất là khó phát hiện được ra. Và đường đi đến đây thì cũng cũng là gì? Cũng là phải dựa vào thuyền độc mộc lướt trên ngọn cỏ nước, nghĩa là gì? Phải dùng những phương tiện rất là nhỏ và nhẹ mới có thể vào được Sạn Trạch. Đây là lý do để ông chọn cái nơi này làm căn cứ và phát triển lực lượng. Vậy thì Triệu Quang Phục đã chọn cách đánh như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Lương? Ban ngày thì ông làm gì và ban đêm thì ông đã làm gì để có thể đánh lại được quân Lương? Ban ngày thì ông cho nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như không có người để cho quân Lương không phát hiện ra. Nhưng đêm đến ông lại cho quân ra làm gì nhỉ? Đánh úp trại giặc, cướp vũ khí và lương thực. Đúng chưa? Và người ta gọi cách đánh này của Triệu Quang Phục là gì? Là cách đánh du kích. Vậy chúng ta hiểu cho cô từ đánh du kích nghĩa là gì? Đánh du kích. Ban ngày là ẩn nấp, ban đêm đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực, gây cho địch nhiều thiệt hại. Và đây là cách đánh rất là bất ngờ, giống như đánh úp á, đánh bất ngờ. Đúng chưa? Và ít người, nhưng mà mang lại hiệu quả rất là cao. Nó không tiêu hao sinh lực địch nhiều, nhưng mà nó tiêu hao sinh lực địch một cách từ từ. Và nó cũng mang lại cái hiệu quả nhất định trong cái tình hình của quân ta lúc bây giờ so với quân địch. Chúng ta ít hơn địch thì ta phải chọn những cách đánh nào phù hợp với chúng ta mà vẫn gây cho địch được nhiều thiệt hại. Thì người ta gọi cách đánh của Triệu Quang Phục đó là đánh du kích. Thì với chiến thuật đánh du kích lợi hại, quân Lương đã làm gì? Để đối phó lại được với cách đánh du kích của Triệu Quang Phục thì quân Lương đã làm gì? Quân Lương tăng cường lực lượng bao vây Dạ Trạch và cố sức tấn công. Nghĩa quân anh dũng chống trả và tình thế giằng co kéo dài. Chúng ta thấy là gì, quân Lương cũng tích cực và bao vây lực lượng đánh lại nghĩa quân. Và vì Triệu Quang Phục là người đã khai phá ra cái đầm Dạ Trạch này nên là nhân dân thường gọi ông là gì, là Dạ Trạch Vương, nghĩa là gì, vua của vùng đất Dạ Trạch. Tuy nhiên có một cái sự kiện rất là may mắn thuận lợi cho chúng ta, đó là năm 550 thì nhà Lương có loạn. Trần Bá Tiên lúc này phải bỏ về nước và giao binh quyền lại cho tướng Dương Sản. Trước thời cơ đó, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm lược, chiếm thành Long Biên, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Chúng ta thấy là gì? Trong cái tình thế giằng co đó thì chúng ta lại có phần may mắn hơn, đó là gì? Nhà Lương đang có loạn và tướng Trần Bá Tiên là cái tướng tướng chỉ huy đầu của quân Lương xâm lược nước ta phải về nước. Thì lợi dụng cái việc là gì, quân Lương đang mất cái tướng chỉ huy thì Triệu Quang Phục đã phản công và đánh tan quân Lương và cuộc kháng chiến này kết thúc thắng lợi. Đây chúng ta có thể thấy là gì, cái hình ảnh Triệu Quang Phục đánh tan quân Lương và chiếm được thành Long Biên. Rồi chúng ta chọn ghi cho cô một số ý. Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến, tổ chức đánh du kích. Năm 550, Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân Lương. Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến, tổ chức đánh du kích. Năm 550, Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân Lương.
Kết quả là cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến, tổ chức đánh du kích. Năm 550, Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân Lương, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Vậy thì sau khi cuộc kháng chiến chống quân Lương kết thúc thắng lợi thì nước Vạn Xuân tiếp tục phát triển hoặc là có những cái chuyển biến gì tiếp theo thì chúng ta cùng xem tiếp trong mô phần 6 nước Vạn Xuân độc lập kết thúc như thế nào. Vậy sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục đã làm gì? Giống như Lý Bí, sau khi mà đánh bại được quân Lương thì Triệu Quang Phục đã làm gì đây? Vậy chúng ta thấy sau khi đánh bại được quân Lương thì Triệu Quang Phục đã lên ngôi vua, hiệu là Triệu Việt Vương, tổ chức lại chính quyền. Chúng ta ghi câu ý thứ nhất. Chúng ta cố gắng ghi nhanh tay một chút ha, tại vì bài nó khá là dài. Triệu Quang Phục lên ngôi vua, hiệu là Triệu Việt Vương, tổ chức lại chính quyền. Vậy Triệu Quang Phục làm vua 20 năm, sau đó xảy ra một cái biến cố. Đó là năm 570, Lý Phật Tử từ Thanh Hóa đưa quân về cướp ngôi lên làm vua, sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế. Cô nói các em là gì? Chúng ta chú ý cho cô cái chi tiết ở phần trước, đó là khi mà Lý Nam Đế chạy vào động Quất Lão thì có anh trai Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo cùng với một người trong họ là Lý Phật Tử đem theo một cánh quân chạy vào Thanh Hóa. Và khi cuộc kháng chiến chống quân Lương thắng lợi thì Lý Phật Tử từ Thanh Hóa đưa quân ra để cướp ngôi của Triệu Quang Phục và lên làm vua. Và người ta gọi đây là Hậu Lý Nam Đế. Vào năm 570. Ý thứ hai là năm 570 Lý Phật Tử cướp ngôi lên làm vua, gọi là Hậu Lý Nam Đế. Và khi Lý Phật Tử lên nhà làm vua thì nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử phải sang chầu, nhưng mà Lý Phật Tử không sang. Vậy có hai câu hỏi đặt ra cho chúng ta là vì sao nhà Tùy yêu cầu Lý Phật Tử phải sang chầu? Chúng ta hiểu cô từ sang chầu ở đây nghĩa là gì? Là phải sang diện kiến, phải sang ra mắt nhà Tùy, nhưng mà Lý Phật Tử lại không sang. Vậy thì vì sao Lý Phật Tử không sang? Vậy với câu hỏi này thì chúng ta có hai cái ý để trả lời. Thứ nhất là gì? Vì nhà Tùy đòi Lý Phật Tử sang chầu để nhân đó có thể bắt ông rồi lập lại chế độ cai trị ở nước ta như trước. Nhưng mà Lý Phật Tử ít nhiều gì vẫn có tinh thần yêu nước, ông không chịu khuất phục cũng như là triều đại nhà Lương. Nhà Tùy thì vẫn âm mưu thôn tính và đồng hóa dân tộc ta nên đã thoái thác, không đi và tích cực chuẩn bị để lực lượng để mà đề phòng. Được chưa? Lý Phật Tử không sang vì ông biết được cái âm mưu của nhà Tùy và muốn thôn tính và đồng hóa dân tộc ta nên ông đã đề phòng và chuẩn bị lực lượng để mà có thể chống lại nhà Tùy. Vậy trước thái độ kiên quyết của Lý Phật Tử thì nhà Tùy có hành động gì? Chúng ta ghi cho câu ý thứ ba. Năm 603, nhà Tùy tấn công Vạn Xuân.
Lý Phật Tử bị bắt về Trung Quốc, đất nước ta bị nhà Tùy đô hộ. Năm 603, nhà Tùy tấn công Vạn Xuân. Lý Phật Tử bị bắt về Trung Quốc, đất nước ta bị nhà Tùy đô hộ. Vậy thì với việc đất nước ta bị nhà Tùy đô hộ, nó đồng nghĩa với việc là gì? Đất nước ta lại rơi vào cảnh nô lệ, đúng chưa? Cảnh nô lệ của các nước, của các triều đại ở Trung Quốc đô hộ đất nước ta. Nhân dân ta lại rơi vào cảnh lầm than. Năm 603, nhà Tùy tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử bị bắt về Trung Quốc, đất nước ta bị nhà Tùy đô hộ. Rồi, đó là toàn bộ nội dung của cái phần một lớn là cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Chúng ta chuyển tiếp cho cô qua phần hai lớn, những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 9. Đây là cái nội dung của bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ 7 đến thế kỷ 9. Vậy thì với cái câu hỏi, với cái bài này thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta lập một cái bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa. Cô chỉ hướng dẫn thôi ha, và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải lập được cho cô cái bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 9. Thậm chí là những cuộc khởi nghĩa trước đó nữa, từ những năm 40 đến thế kỷ thứ 9. Chúng ta được học những cuộc khởi nghĩa nào rồi? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng này, cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu này, cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Và tiếp sau là những cuộc khởi nghĩa lớn khác của một số cái nhân vật nữa. Rồi, chúng ta sẽ ghi không kịp nên là chúng ta sẽ ghi vào nháp cho cô cái bảng này. Và sau đó chúng ta sẽ làm. Cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Thứ nhất là thời gian nè, thứ hai là tên của khởi nghĩa, thứ ba là người lãnh đạo, cột thứ tư là địa bàn, cột thứ năm kết quả, cột thứ sáu là ý nghĩa. Để chúng ta thống kê lại từ năm 40 đến thế kỷ thứ 9. Ví dụ như năm 40, chúng ta có cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, lãnh đạo là Trưng Trắc và Trưng Nhị, địa bàn là Hát Môn, Mê Linh, Cổ Loa và Lưu Lâu, kết quả là thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, được chưa? Hoặc là năm 248, chúng ta có cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, lãnh đạo là Triệu Thị Trinh, địa bàn là Phú Điền và khắp Giao Châu, kết quả cuộc khởi nghĩa này bị thất bại. Từ năm 542 đến năm 544 là cuộc khởi nghĩa của Lý Bí, lãnh đạo là Lý Nam Đế, địa bàn là Thái Bình và kết quả cũng thắng lợi. Rồi từ năm 548 đến năm 550 là cuộc khởi nghĩa của Triệu Quang Phục. Rồi năm 713 đến 722 là cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Rồi 776 đến 791 là cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng. Vậy thì tất cả các cuộc khởi nghĩa này đều có một cái ý nghĩa chung. Chúng ta ghi một lần, ghi ý nghĩa thôi là thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất, ý chí quyết tâm giành lại độc lập của dân tộc ta, được chưa? Rồi, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là về nhà sẽ hoàn thành cho cô cái bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa này từ năm 40 đến thế kỷ thứ 9. Rồi, đây là một số hình ảnh về đền thờ của Lý Nam Đế này. Và một số hình ảnh về các di tích lịch sử liên quan đến thời Lý Nam Đế. Vậy thì đối với bài học này, chúng ta cần phải về nhà. Thứ nhất là học bài, thứ hai là tìm hiểu thêm cho cô về nhân vật Lý Bí. Thứ ba là hoàn thành bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa. Cái bảng cô vừa mới hướng dẫn á, chúng ta hoàn thành cho cô bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa. Thứ tư là hoàn thành bài kiểm tra 15 phút, nộp bài đúng hạn. Bạn nào không nộp bài đúng hạn thì coi như bài đó chúng ta sẽ có 0 điểm 15 phút nhé. Và đối với bài đọc sau thì chúng ta tìm hiểu trước bài mới là bài 24. Vậy nội dung bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.